lại nữa thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa này khi tu hành bố thí chấp có bố thí ấy chấp do bố thí này chấp bố thí là ngã sở khi tu hành tịnh giới chấp có tịnh giới ấy chấp do tịnh giới này chấp tịnh giới là ngã sở khi tu hành an nhẫn chấp có an nhẫn ấy chấp do an nhẫn này chấp an nhẫn là ngã sở khi tu hành tinh tấn chấp có tinh tấn ấy chấp do tinh tấn này chấp tinh tấn là ngã sở khi tu hành tịnh lự chấp có tịnh lự ấy chấp do tịnh lự này chấp tịnh lự là ngã sở khi tu hành bát nhã chấp có bát nhã ấy chấp do bát nhã này chấp bát nhã là ngã sở vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như vậy. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của bố thí ba la mật đa. Trong tịnh giới ba la mật đa không phân biệt như vậy. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh giới ba la mật đa trong an nhẫn ba la mật đa không phân biệt như vậy vì sao vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của an nhẫn ba la mật đa trong tinh tấn ba la mật đa không phân biệt như vậy vì sao vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của tinh tấn ba la mật đa trong tịnh lự ba la mật đa không phân biệt như vậy vì sao vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh ngự ba la mật đa trong bát nhã ba la mật đa không phân biệt như vậy vì sao vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của bát nhã ba la mật đa này thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa này vì chẳng biết tướng bờ bên này bờ bên kia nên chẳng thể nhiếp thọ bố thí ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ pháp không nội chẳng thể nhiếp thọ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, chẳng thể nhiếp thọ chân như, chẳng thể nhiếp thọ Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng thể nhiếp thọ thánh đế khổ, chẳng thể nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, chẳng thể nhiếp thọ bốn tịnh lự, chẳng thể nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thể nhiếp thọ tám giải thoát, chẳng thể nhiếp thọ tám tháng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng thể nhiếp thọ bốn niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ mười địa bồ tát chẳng thể nhiếp thọ năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ mười lực phật chẳng thể nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ pháp không quên mất, chẳng thể nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, chẳng thể nhiếp thọ trí nhất thiết, chẳng thể nhiếp thọ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni, chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì này thiện hiện do nhân duyên ấy, nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa này, bị rơi vào địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 312